Hôm qua những đứa gặp cái cô này mà hình như là cô nói rằng là cổ cũng khổ lắm á, vì gia đình. Rồi đi vào trong đây mà không có cầm giấy chứng minh theo được cô đó đó. Cũng có người quen tu trong đây, thấy gì cho cô cộng tu. Hình như là cô ở mới có từng mấy hai tuần gì thôi mà bữa nay nhìn thấy cổ nó mặt mày sáng sủa lắm. Hôm qua đó cổ đến cô gặp những đức thấy gương mặt cổ nó sáng lắm. Rồi cô nói rằng cô định đi về, những đức nói nó đánh te tua rồi mà bây giờ đi lên đây được hai tuần mới có im im mà chạy về thì tiếp tục nó cũng không có ý nghĩa gì. Tiếp tục mình tu một thời gian nữa đi để coi cái kết quả nó làm sao, nó có sự chuyển biến làm sao, biết không? Nó mình tự mình chạy đi, bây giờ mình chạy về thì nó quất mình te tua nữa chứ làm sao. Nó rồi xong cô nói bữa nào con lên đây thầy nói chuyện cho nó nghe vài câu cho nó hiểu. Thật sự mà nói thì quý vị nghe những đứa nói chuyện mỗi ngày, bây giờ mình làm cha làm mẹ, mình nói mạnh dạn một hai câu với con mình, ví dụ nó lên đây nó nói mẹ ơi về đi này kia, mình nói tao đi về mày giải quyết cái vấn đề mà cha mày đừng đánh tao được không, đánh tao cũng chết luôn, chạy lên đây được yên yên mới có từng ngày từng nay mày thương tao quá mày lôi tao về đâu không đánh nữa hả, bây giờ mày về mày giải quyết giùm tao cái vấn đề đó đi rồi tao về, đúng không? Mình phải mạnh dạn. Nó chứ giờ những đức ngồi nói gì giờ đó, quý vị nghe những đức nói chuyện một pháp vì hiểu hết rồi, mình phải thẳng một hai câu chứ. Nên có những khi tình cảm nhưng mà nó cũng phải thẳng thắn một hai câu nó mới giải quyết được vấn đề, nghe không? Chứ đừng có làng àng khó sống mà cũng khó giải quyết được vấn đề lắm. Thí dụ như giờ mình có ngôi chùa mình biết rồi, mình tu được rồi nè, mình tu nhắm được không? Mình so sánh với cái chỗ mà ổng ở nhà mà ổng đánh mình te tui, mình đi vô đây tu mấy tuần nay mình coi hai cái trạng thái này lúc nào vui hơn. Nếu mà cảm thấy ở nhà ổng đánh vui hơn thì chạy về. Còn nếu như thấy ở đây tu hơn, ngon hơn mà vui hơn thì bắt đầu là mình quyết tâm. Rồi xong á, ổng mà đi lên đây này kia rồi cái đầu lúc đó mình mới dằn ổng một hay kêu. Mình nói bây giờ tôi có nơi tôi tu hành được rồi, đưa giấy chứng minh đây, nhà cửa gì đó ông muốn làm gì ông làm đi, có vợ có gì đó có đi, tôi đi niệm Phật. Dằn ổng một hay kêu, lúc đó biết đâu ổng hạ cái nước ổng xuống cái ổng nhẹ xuống nói em ơi về đi em. Lúc đó mình mới nói rằng ông đánh tôi quá trời luôn, bây giờ ông nói gì nữa giờ. Nên bây giờ nếu mà ông nói vậy thì ông phải hứa với Phật ấy, là từ hôm nay ông sửa đổi tính tình, có nhậu nhẹt đánh vợ đánh con nữa không thì tôi về. Lúc đó thì ông nghe vậy thôi, tôi hứa với Phật đại, Phật xi măng đứng im gu gì, hứa gì miễn bà về được rồi. Sao ông hứa xong rồi ông đâu có tin nhân quả, ông đâu hiểu không? Hứa xong rồi ông về được tháng, tháng sau bắt đầu là hôm nay tôi khai đề nữa nghe, nay quýnh bà đó. Phải không? Nó thì lúc đó mình cũng biết niệm Phật rồi, mình niệm Phật phải không? Nó, mình phải làm sao nó phải cứng cỏi một chút. Vậy thì mình giải quyết vấn đề gì cũng tương đối nó cũng có kết quả. Nên quý vị thấy rằng những đức làm cái việc gì những đức cũng thường để ý. Ví dụ như hôm qua ngồi nói chuyện với anh em mà ngủ một đêm, sáng mai những đức cũng có một cái việc để mà chia sẻ để chúng thấy không? Mà quý vị công nhận rằng bằng đêm mà mình nói chuyện sáng mai không có khỏe, mà nó không có sáng bằng là cái mà đêm đó mình niệm Phật rồi xong mình ngủ đâu. Mình niệm Phật xong mình ngủ, giấc ngủ mình nó sâu lắm và nó khỏe lắm, và thức dậy nó sáng lắm. Hôm qua những đức dậy sáng nay qua cái giờ tụng kinh nó không có được như cái ngày bình thường, tụng kinh nó không có thoải mái bằng cái ngày bình thường, thấy không? Nó, rồi xong lễ Phật xong hoàn toàn rồi nó mới trả lại cái trạng thái tương đối lại, thấy chưa? Nên mình thấy điều này là bạn đêm các cụ đừng có ngồi nói chuyện nhau, nghe không? Cố gắng niệm Phật xong ngủ đi. Nói chuyện mấy chục năm nay đâu có giải quyết được gì đâu. Mình lo niệm Phật nó quý hơn. Hôm qua mấy công đoạn chúng ta đọc cái đoạn cuối mình học xong hết giờ đó. Cái lời của Hòa Thượng Ái Hiền ngày dạy á, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không chuyên, thấy không?
Ngài là người chuyên niệm Phật. Ngài chuyên niệm Phật nên tất cả những việc khó Ngài làm được hết á. Nên Ngài mới nói cái câu là không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không chuyên. Là sợ bạn không chuyên niệm Phật á. Tôi chuyên niệm Phật, tôi thấy việc gì tôi làm cũng được nè. Hòa Thượng Ái Hiền ông nói vậy đó. Hòa Thượng Ái Hiền á, ông có cái biệt danh á là Nông Tịnh Song Tu. Ông là 100 mẫu đất. Ông khai quang, ông chặt cây, ông khai khẳng ra được 100 mẫu đất. Ông làm ruộng, rồi ông làm rễ. Dư ra thì ông bố thí cúng dường, ông cắt cầu, ông làm việc, ông giúp chúng sanh. Nhưng ông làm việc không có trở ngại niệm Phật. Ông niệm Phật không có trở ngại làm việc. Hòa Thượng Ái Hiền nghe. Nên người đời người ta đặt ông là Nông Tịnh Song Tu, là người chuyên làm nông. Tịnh là chuyên niệm Phật, thấy không? Mà ông sống tới 112 tuổi, ông biết ngày giờ ông giảng sanh. Nên ông nói một câu rằng là không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không chuyên, là một nghe. Còn câu thứ hai Phật dạy là giữ tâm một chỗ thì việc gì cũng thành công. Đó, câu thứ hai đúng không quá? Giữ tâm một chỗ là tâm mình trụ vào câu Phật hiệu, thường niệm Phật thì làm việc gì cũng thành công. Vì nó không bị phiền não nên việc gì mình làm cũng dễ thành công. Đó. Còn đoạn thứ ba là Ấn Tổ dạy đúng không? Chân thành niệm Phật thì làm việc gì cũng thành công. Nên nói rằng là lời Ấn Tổ dạy là trực chỉ. Chân thành niệm Phật thì làm việc gì cũng thành công. Đó. Ba công đoạn này quy gom về một chỗ là gì? Chỉ cần chịu niệm Phật thì việc gì cũng thành công. Còn không niệm Phật thì bị cái gì? Phiền não. Làm cái gì cũng thường tính toán so đo. Thấy người ta làm ít hơn mình cũng bực mình. Vì không chịu niệm Phật. Nếu mà chịu niệm Phật thì như Hòa Thượng Ái Hiền, ông làm 100 mẫu đất đó. Mình ở đây có một khoảnh đất à. Chưa được công nữa. Nửa công à. Có nửa công à nghe. Đất đó có nửa công đó. Bây giờ là ba cô làm đó. Hòa Thượng Ái Hiền ông làm 100 mẫu đất đó. Ớn chưa? Nên người ta vậy nên người ta mới biết ngày giờ người ta giảng sanh chứ. Còn mình quét tay quét mắt nhìn giáo giác. Mẹ đó tôi quét mà con mẹ ngồi kìa trời. Không chịu làm hết chứ. Thấy không? Tại vì không chịu nhất tâm niệm Phật nên làm việc gì cũng không thành công chứ, thấy chưa? Cái tâm mà khởi lên vậy là không thành công rồi đó. Thấy chưa? À, nên nghe những công đoạn này mới thấy là niệm câu Phật hiệu nó lợi ích lớn nghe không? Chú tâm mà niệm câu Phật hiệu, niệm cho tới cùng luôn. Ừ, niệm rồi nó an lạc lắm. Cái người mà làm công việc gì cũng vậy chứ, buôn bán hay kinh doanh hay làm giám đốc gì chứ, chịu mà nghe Pháp Môn Tịnh Độ này rồi thì công việc của họ có nhiều cách mấy chăng nữa họ cũng không bị chết chứ. Nhẹ lắm. Vì nó có chỗ xả. Còn nếu không á, nó thu gom nhưng mà nó không xả được thì nó bị ấm ức, sao chịu nổi. Từ nào đó mà đừng có bao giờ suy nghĩ rằng một câu A Di Đà Phật là đơn giản. Niệm là đời này bây giờ đang sống vui, khi cận tử nghiệp thì được giải thoát, thấy không? Lợi ích lớn dữ lắm. Nên các cụ nhớ nghe không, phải cố gắng lo niệm Phật. Hai bà ngồi nhau kế bên niệm Phật, đừng có nói chuyện. Vừa nói chuyện mà vừa bấm số, miếng bấm này bấm gì nữa. Không lẽ bấm câu nói chuyện vô trong cái số niệm Phật chàng. Thấy không? Mình ngồi mình niệm Phật là lo niệm Phật. Chứ không phải là mình hai người nói chuyện mà mình đi bấm số. Nha. Cố gắng. Mà cũng đừng có thức khuya quá nghe không? Thức khuya quá bấm rồi đầu sáng mai lên tụng kinh ngủ gà ngủ gật. Tu không có kết quả. Thà mình bấm cho tới 9 giờ mình nghỉ đi, rồi đi ngủ đi.
Đừng có ngồi mà tới 10 giờ rồi sáng mai thức dậy thì gục gà gục gạt ngủ. Vậy thì trừ qua sớt đại nó không có kết quả, nghe không? Nó cho niệm Phật là tốt, người ta không có cản mình, nhưng mà mình phải làm sao cho nó lâu dài. Vậy nó mới dùng cái phương pháp nó có kết quả được. Có một đoạn kinh văn Phật nhắc nhở mình hay lắm. Mà đoạn kinh văn này những đức cũng thường nói để nhắc nhở người tu tịnh độ. Kinh Đại Tập dạy rằng thờ mạt pháp muôn ức người tu hành, ít có một người được giải thoát. Chỉ nương nơ pháp môn niệm Phật mà được giải thoát khỏi luân hồi. Thấy không? Đó là Phật dạy đó. Hôm qua có mấy anh em nói á, sao có nhiều vị người ta không niệm Phật mà người ta tu những pháp môn khác á, mà người ta là người nổi bật dữ dằn lắm, người sao mà tới tuổi già cận tử nghiệp mà bị liệt hết trơn à? Những đức nói không có đột phá nổi đâu. Ngoài pháp môn tịnh độ này, trong thời mạt pháp không còn cái pháp nào mà giúp cho mình được giải thoát hết trơn á. Phật đã nói rõ ràng rồi mà. Nè, thờ mạt pháp nè, ức ức người tu hành nè, không có một người được giải thoát nè. Là vì sao? Vì họ không niệm Phật thì không được giải thoát. Chư Tổ nói nghe, giữ năm giới được làm người, giữ 10 giới được sanh lên cõi trời, còn khó hơn là niệm Phật cầu sanh cực lạc nữa. Tổ dạy đó. Vì năm giới 10 giới này á là mình tự lực chứ đâu có nương vào tha lực. Thí dụ như mình giữ năm giới á, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Năm giới này á là cái nhân và chiêu cảm cái quả, là khi mình chết đi mình được làm thân người lại. Còn cái người nào đời này không tu mà năm giới này phạm á thì biết rằng đời sau là không có thân người rồi đó. Rồi 10 thiện mình làm được cũng từ thân khẩu ý đó mà nó phát triển ra 10 thiện đó, mà làm đủ được thì sanh thiên. Đây đều là tự lực mình tu phải đạt tiêu chuẩn mới được làm người sanh thiên. Còn mình niệm Phật đó, là tự lực mình, là tin, là niệm A Di Đà Phật, và mình phát nguyện cầu sanh và nương vào tha lực là lời nguyện của Phật A Di Đà phát nguyện để tiếp dẫn chúng ta về thế giới cực lạc. Nên tự lực mình tu và có tha lực Phật A Di Đà tiếp dẫn. Nên chư Tổ nói rằng là giữ năm giới 10 thiện làm người sanh thiên còn khó hơn là người tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc nữa. Thấy không? Đó. Rồi trong kinh Phật dạy là ức ức người tu hành mà không có một người nào được giải thoát là vì họ không niệm Phật. Vậy thì quý vị coi, thời đại hôm nay vạn ức người đang tu mà không niệm Phật, vậy thì không có người nào được giải thoát á. Lời của Phật dạy đó. Trong kinh Phật dạy mà. Thì bây giờ chúng ta coi đi. Một số anh em nói những đức rằng sao những vị này nằm cái dạng cũng như là bậc mà phát triển một cái giáo phái đó luôn, nổi bậc vô cùng, vậy mà tới tuổi già là bị liệt hết, ngồi ngắt ngơ ngắt ngéo hết, không có đột phá nổi đâu. Nếu ngoài tịnh độ á, thí dụ như tu thiền đi, là phải minh tâm kiến tánh, kiến tánh mới thành Phật, gọi là thành tựu, làm sao nổi. Còn nếu mà mật tông á, thì tức thân thành Phật này cao quá rồi, nên mới gọi là mật. Là năng lực mình phải cao lắm, như hàng đẳng giác Bồ Tát mới tu mật tông, tức thân thành Phật. Còn chỉ có một phẩm vô minh chưa phá được thôi thì đột phá nổi mật tông. Nên Đức Thế Tôn đã nhắc nhở rõ ràng, thờ mật pháp chỉ có niệm Phật mới được thành tựu. Ngoài tịnh độ quý vị có cố gắng cỡ nào đi chăng nữa thì cũng uổng công thôi. Kết cái duyên thành tựu về sau, ba đại A Tăng kỳ kiếp. Chỉ có người gặp tịnh độ và tin sâu, một đời này lão thật niệm Phật, chỉ cần chân thành niệm câu Phật hiệu này tới cùng luôn, và có lòng tin đối với pháp môn tịnh độ, và phát nguyện cầu sanh cực lạc. Chỉ cần giữ cái tâm như vậy, không có cầu cái gì lợi ích ở thế gian này chứ. Vậy mà nó có nghe. Nó có đó. Ừ, nó có thù thắng lắm á. Không cầu mà có.
Không còn mà có đó. Thí dụ như cái cô này bị chồng đánh hay bị vợ bỏ, cái cô này ông chồng kia, thì sao? Họ chỉ cần chân thành niệm Phật cầu sanh cực lạc thôi, tự nhiên gia đình của họ càng ngày càng tốt lại à. Không có cầu cái chuyện mà vợ chồng bình yên chứ, mà từ từ nó tốt. Còn cái người này đầu óc quay cuồng đi, chịu niệm Phật thời gian lâu ngày thì tự nhiên nó giảm từ từ lại, nó tỉnh lại liền, thấy không? Thí dụ như có một cái cô trẻ trẻ nhỏ nhỏ mà đi vô chùa mình cộng tu với hở mà mẹ dẫn lên đó, ở đây nó tu làm công quả trong chùa vậy, hôm nay mặt sáng thấy không? Vì nhìn có đúng không, với hởm lên cái mặt khờ lắm, mặt khờ câm mà. Cái này là cái người ta nhận, người ta để ý rõ ràng đó, mặt khờ lắm, bữa nay mặt tỉnh queo lanh lẹ, nói chuyện hoạt bát nữa. Vậy mà không để ý thì không có biết rằng là tu có kết quả đâu. Không để ý là không có biết mình tu có kết quả. Có kết quả rồi đó. Mặt bữa nay nó tròn, trắng tươi, tỉnh, con mắt á, chớp được rồi. Bây hổm thì mắt mơ quyền khờ. Không. Đó. Mà bữa nay tu mới có thời gian có kết quả liền. Còn có cái cô mà chăn màn á, cô làm bên chăn màn, bữa nay cô đi làm nhà vệ sinh á, hôm kia những đứa sắp xếp cho cô công việc lại, nói thôi cô mới vô đây mà bữa nay sao mặt cô hồng hào mà nhìn cô trẻ vậy. Cô nói trời thầy, bữa nay cô lên ký lắm thầy ơi. Ăn gì đâu lên ký dữ à, ăn đậu hũ chấm muối tiêu, đậu hũ chấm muối tiêu mà lên ký. Ừ, ăn bình thường luôn vậy mà người nào vô đây cộng tu cũng lên ký chứ nha. Thì biết sao? Vì không có lo nghĩ cái chuyện này chuyện kia, cơm áo gạo tiền, chỉ có đi niệm Phật rồi làm được gì làm thôi, đâu có suy nghĩ đâu. Còn ngoài đời thì ăn quá trời luôn mà suy nghĩ muốn nát óc vậy đó, nên còn chút năng lượng nào mà tích trữ được đâu, nên ấm gồm mà còi xương lên mặt hớp vô, hiểu không? Hớp như này đó. Mà vô đây tu tự nhiên nó phì ra. Thấy không? Là do nó có năng lượng nên nó phì ra. Còn nó hết năng lượng thì sao? Nó ốp lại, nó teo lại chứ sao? Nó chứ sao giờ? Quý vị coi đi, cái người nào mà tu mà được thì tự nhiên người ta ngộ, nó không có lên ký nghe. Chính những đứa căng, những đứa thấy không có lên ký mà ngộ sao mà da mặt mình nó mập, nó tròn lại. Còn cái lúc mà mình suy nghĩ nhiều cũng là số ký luôn, mà mặt mình làm nè. Nó hót là vậy đó. Thôi ơi, thì ra rõ ràng là cái tâm á, mà nó vọng tưởng, nó rầu rĩ, nó buồn phiền, nó phiền não là nó hao năng lượng. Khi nó hao năng lượng rồi thì người mình hốc hác, hiểu không? Hốc hác đó. Còn khi con người mình mà nó không có lo nghĩ, nó không có bực bội, nó không có giận ăn ấy, thì tự nhiên mặt mình nó no ra, phì ra mặt ra vậy đó. Rồi ăn được, ngủ được, rồi đúng giờ đúng giấc á, khỏe lắm. Khỏe lắm đó. Nên mấy bà cụ chùa mình sao mà con cái vô thăm nói nè, mẹ sao càng ngày càng trẻ mẹ, càng ngày càng trẻ. Những đức nói bà mai mốt bà còn trẻ hơn cô đó. Những đức thấy gì đâu mà mỗi năm cô vô đây cô già chát cả trời ơi. Rồi không có cái đứa con gái, con của bà cô ở đây nè, bà cô sáu mấy tuổi mà bà trẻ, bà đi dõng dạc, bà lễ Phật là bà khỏe lắm. Đứa con gái bà gì đâu mà mau già dễ sợ luôn, nay nhìn nó già chát à. Còn bà cô thì nhìn bà càng ngày càng trẻ, thấy không? Rõ ràng không? Còn nhiều cô vô đây tu mới có mấy tháng, hôm nay tròn do như hụt mít vậy nè. Ăn gì? Đậu hũ chấm muối tiêu. Chứ cái gì? Mỗi ngày giật mình muốn le lử luôn, gì mọc lù. Ngộ ghê luôn nè. Còn có cô đi hốt rác mà cũng mặt mày sáng sủa nè. Còn ngoài đời mà đi hốt rác mặt giống rác luôn á. Mỗi ngày nó ám vô á. Chứ sao? Còn cái này người ta hốt rác, ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, ai với đạo Phật. Nên mấy người hốt rác bây giờ những đức hướng dẫn người ta niệm Phật luôn rồi, thấy không? Rồi mấy bà hốt rác mà vô đây đặt máy gì cho người thân đó. Đi hốt rác mà cầm cái máy để cho mình nghe pháp niệm Phật đó, thấy chưa? Bà nói những đức mà bà nói, trời ơi thầy ơi, lúc trước con chưa có niệm Phật đó, con nói cho thầy nghe, con hốt rác mà gương mặt con viết giống rác luôn á. Bữa nay thầy thấy con gương mặt khác không? Những đức nói khác, bữa nay giống Phật rồi đó. Bà niệm Phật này mặt giống Phật rồi đó. Còn lúc trước thì bà hốt rác mà bà niệm rác thì cái mặt nó hiện rác chứ sao. Còn nếu mà mình mà mỗi ngày săn thì gương mặt mình là ai? Ngạ quỷ, địa ngục. Tham lam thì là ngạ quỷ, si mê thì là súc sanh, thấy không? Thì cái tâm nào nó hiện cái tướng đấy à. Nó bây giờ mình niệm Phật thành Phật chứ sao. Đó.
Nên pháp môn tịnh độ này đặc biệt lắm, mình tu mình phải có cảm giác kìa. Khi mình bệnh đau đừng có sợ, hiểu không? Đừng có sợ chứ, cứ niệm Phật đi, niệm từ 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 rồi ma bệnh nó nói tôi đeo hết nổi, buông ra. Đeo theo nổi nó đuối quá. Đeo theo bao nhiêu thời gian đây mà cứ niệm Phật hoài, giờ thôi tôi niệm Phật theo luôn, tôi buông ra nha. Niệm đi. Tôi về cực lạc với chú với cô nghe không? Ai gì đâu Phật. Thấy không? Còn gặp mà mình niệm Phật bình yên mà lúc mình bệnh cái mình nói tại sao tôi bệnh hoài. Bệnh hoài. Mệt mỏi quá, đuối quá. Không muốn niệm Phật chút nào nữa. Bệnh quá. Rồi, bắt đầu là mình yếu rồi đúng không? Mình yếu bắt đầu là ma bệnh sao? À, mi yếu rồi đúng không? Nắm cổ mình nó quặt, quặt mình nó hắt mình lỗ mèo. Quý vị công nhận rằng mình sống ở thế gian này thôi, ai mà hù mình được là hù hoài rồi đúng không? Đúng không? Ăn hiếp được là ăn hiếp hoài luôn. Thì bây giờ cái nghiệp của vị ăn hiếp quý vị được là ăn hiếp hoài luôn đó. Mà mình không có đánh đẩy nó, mà bây giờ mình dùng câu Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật. Tát cho mặt mình cái Ai Di Đà Phật. Tát cho mặt bên đây cái Ai Di Đà Phật. Đó đó đó. Cuối cùng một chút á, cái kẻ tán này nó lết bánh luôn. Còn cái thằng niệm Ai Di Đà Phật thì sừng sững vậy đó. Quý vị coi cái câu chuyện mà Lục Tổ Huệ Năng, quý vị thấy tổ không? Hộ cấp mà ở trong đám thợ săn á. Ôi ơi, nó đánh te tua luôn, đánh Lục Tổ quá trời luôn, đánh mặt mày máu không luôn vậy đó. Đánh xong đứng lên. Đánh nữa, đánh xong đứng lên. Mà cái đó là không niệm Phật đó nghe. Mà Lục Tổ là ông tu là ông đạt cái minh tâm kiến tánh, ông đạt cái tiêu chuẩn thành Phật rồi đó. Nên ông bị đánh quá cho ông đánh xong đứng lên, mặt mày máu không, đứng lên đứng lên. Thằng kia đứng lên nè. Trời ơi, người gì vậy? Từ xưa giờ chưa từng thấy con người này luôn á. Ơn không? Đó. Cuối cùng vậy mà Lục Tổ ông độ toàn bộ cái nhóm thợ săn luôn. À, chỉ đúng cái chữ nhắn của ông thôi mà ông độ toàn bộ cái nhóm thợ săn đó luôn. Vậy bây giờ mình niệm Phật cũng vậy thôi à. Mình niệm Phật á, mình không bị đánh như là Lục Tổ, nhưng mà sao? Mà mình đánh từ cái nghiệp ở trong tâm mình á, nó làm cho mình te tua trong tâm mình á, rồi mình thăng quẩy quải. Còn người bệnh nó làm cho mình ảo não tâm trí, hiểu không? Bắt đầu mình cố gắng mình niệm Phật, mình niệm Phật, mình kiên trì, mình giữ câu Phật hiệu. Mình niệm tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục cái niệm. Bắt đầu là nó vượt qua liền. Nó ảo não tâm trí là do mình không niệm Phật. Khi mình niệm Phật rồi là nó dẹp ảo não tâm trí, thì bắt đầu là cái con nghiệp nó buông ra đó. Thấy không? Phải hiểu nghe chưa? Trời ơi, tu phải hiểu á. Chứ không phải là tu thời gian ảo não cái nó chán, không muốn tu gì nữa chứ. Không tu thì nó te tua. Thấy không? Mình mới có ảo não là nó sắp sửa đổ ra rồi. Thì giờ tiếp tục tu nữa, tu rồi nó xả luôn. Phải hiểu được cái nguyên lý mình tu, phải nắm được á. Nên á, Ấn Tổ ngày dạy mà, chỉ cần niệm một câu Ai Di Đà Phật thì việc gì cũng thành công. Thấy không? Tổ chức bao nhiêu chương trình, số lượng người ta hàng ngàn người mà, sao công việc nào cũng thành công chứ à? Mà có thiếu tiền không? Không. Không thiếu tiền mà cũng không hỏi ai một cắt nào luôn. Các cụ thấy chùa mình có bao giờ mà nhận đức mà hỏi ai cắt nào không các cụ? Hay là kêu các cụ đi xin con cái đồng bạc nào đem về đây không? Nên đã đưa quy định trong chùa không có giữ tiền, các cụ phải làm đúng không? Đó, tiền không xài được mà giữ chi ạ? Hồi hôm qua có cái bà cụ kia nghe, nói đây có không biết bà cụ nào đâu, nhưng mà nói để găng nhiều bà cụ đó. Trong túi ba còn giữ 5 triệu. 5 triệu nhiều quá. Không, nhiều lắm, không có giỡn đâu, 5 triệu bạc đó. Rồi bây giờ bà cắt ở đâu á? Thì có một số mấy cô á, dọn phòng á, mấy cô nói bà này bà giấu tiền, nhất định là phải bắt bà này bằng được, để cho dẹp bà này mới được. Thì bắt đầu là bà thông minh lắm nha, đúng là niệm Phật thông minh thiệt á. Bắt đầu bà mai á, vô cái áo bà trong á các cô. Bà mai áo trong có cái túi, cái bà nhét vô cái túi trong cái áo trong á. Thì bà bận vô ai xét được trời. Cuối cùng bà để tiền đó hoài luôn vậy đó. Vậy mà cuối cùng mấy cô mình đúng là điệp điên viên không không thấy. Bắt bà được cuối cùng lòi ra 5 triệu rưỡi gì. Sám hối quá trời luôn. Nhân Đức hôm qua nói, để Nhân Đức nói với con trai bà. Bà nói thôi con muốn ở đây, thầy cho con ở đây đi, con lần này thôi con tởn tới chết luôn. Đúng rồi, bà nói đúng rồi, tại già đâu có còn tởn tới già. Tởn tới chết luôn, đúng rồi.
Nó quý vị biết rằng á, đem ra 5,5 triệu đó, đúng là mồ hôi mình nó ghê thiệt nha, mồ hôi mình nó có chất muối vậy, và để tiền ở trong á, cuối cùng nó thấm hoài đó quý vị, nó dính tiền lại cuối cùng tiền người ta tiền á, tiền thiệt á, vậy mà cuối cùng á, tiền nó chảy mực ra luôn. Mấy cái nhà của bác Hồ nó chảy ra thành 3-4 căn nhà hết trơn. Còn bác Hồ cái mặt dài thòn vậy, đem qua bên kia xài, nó nói không, tiền thì tiền giả, trời ơi, chùa mà xài tiền giả, bắt chùa bây giờ. Nó đâu phải tiền của tôi đâu trời, tiền người ta cúng á, nó tiền người ta cúng gì tiền giả, kỳ cục, nó tiền thật, tiền giả mà, nhà gì chảy hết rồi, xài không được, thấy không, xài được mà không chịu xài, để cho xài không được, đem ra, tiền bây giờ lem hết trơn à, thấy không, giấu chi à chàng, mà nó khổ sở vô cùng luôn. Bọng bộ đồ 3-4 ngày không dám giặt, vì sợ giặt ở đây lòi tiền ra làm sao, khổ kinh khủng thiệt, dữ chi ạ. Có 5,5 triệu đó mà lo đám ma, lo cũng không đủ nữa, có ẻn mà đám ma tới 30 triệu đắng, đúng không, thôi buông hết đi, cứ lo niệm Phật đi, mai mốt mắt là những đức giải quyết hết trơn rồi, sợ gì ha, cứ niệm Phật đi, yên tâm đi, Phật sắp xếp nha, đừng có giữ tiền trong người cho nó khỏe, giữ tiền chi mà chúng trốn vô nhà vệ sinh rồi mới moi ra điếm 1, 2, 3, 4 còn. Thôi ơi khổ dữ à, buông xuống. Người ta ngoài đời người ta giữ tiền để người ta xài, nên người ta phải giữ, còn mình đây không xài được giữ chi hả. Nên trong chùa mình nó không có cái bệnh á, mà khi gặp Phật tử mà mình đeo thì mình nói chuyện, mình vuốt ve, mình xin tiền người ta, nghe không, cái này là xấu như con gấu bị què vậy đó. Gấu què mới xấu. Nên đừng có đi theo người ta làm chi. Thầy muốn hướng dẫn ta niệm Phật rồi, thầy mà còn không có cái chuyện mà đeo tới Phật tử để mà mình nói chuyện, để mà mình có được chút đỉnh tiền mình lo cho chúng, mà trong khi người ta lo mấy trăm người mà người ta còn không làm gì, mà mình có một mình mà gặp Phật tử mà đeo theo người ta làm chi ạ? Phải mắc cỡ dữ lắm. Đừng có nói chuyện với người ta mà đeo theo người ta, nịnh người ta. Mình tu mình làm gì mắc cỡ lắm, nghe không? Đây là những đức nhắc nhở á. Nhắc nhở người trong chùa không được làm gì. Ở đây người trên những đức không làm gì, mới bị làm gì chi ạ? Những đứa có gần ai mà làm gì không? Không bao giờ có. Cuộc đời mình nghèo cho sạch, gách cho thơm chứ. Mình có ít, mình ăn ít, có nhiều, mình ăn nhiều. Không có, nhịn đói chết. Làm gì mà mình đi nịnh hót người ta hả? Các cụ tiệt đói không có một bà cụ nào vậy, nghe không? Trong chùa mình nghe bà cụ nào mà gặp Phật tử mà đeo theo người ta mà nói chuyện, các cô để ý đi. Bắt được dẫn lên gặp những đứa. Được đánh cho dài hèo biết. Bỏ đi cái tật đó mắc cỡ lắm. Mấy ông nói rõ ràng rồi đó. Có mấy bà đó nghe, không có tiện nêu tên lên đó, mà biết rồi đó. Một câu Phật hiệu này tốt quá, là sao mình không niệm đi. Bình yên quá mà các cụ. Mình cố gắng niệm Phật nghe không. Gặp ngay tịnh độ rồi đời này có thể được giải thoát đó. Thờ mặt pháp căn khí chúng sinh ngu si yếu đuối. Thấy không, nó tổ dạy đó. Không nương tựa vào sức đại từ đại nguyện của Đức Phật A-di-đà mà có thể đời này thành tựu sự giải thoát sinh tử. Trong ước ước vạn người khó có một, vậy hãy cẩn thận tuân theo lời chỉ dạy của Đức Phật. Quá hay. Đó. Thờ mạt pháp căn khí chúng sinh ngu si yếu đuối. Mình coi có phải không? Biết cái khổ mà vẫn chạy lao vào tìm à. Phải là căng khi yếu đuối không? Ngu si không? Biết là khổ rồi đó. Lúc trước là gian nan vô cùng đó, khổ biết rồi đó. Vậy mà bây giờ ngu cái khổ chút rồi đi tìm khổ, thấy không? Gọi là căng khí yếu đuối, ngu si. Và tổ nói rằng là không nương tựa vào sức đại từ đại nguyện của Đức Phật A Di Đà mà có thể đời này thành tựu sự giải thoát sinh tử ư? Không có cơ hội đó đâu. Chỉ có lão thật niệm Phật, niệm một câu Phật hiệu tới cùng thôi mới thành tựu được. Nó phải biết nghe lời. Vậy hãy cẩn thận tuân theo lời chỉ dạy của Đức Phật. Đức Phật đã dạy thờ mặt pháp niệm Phật được giải thoát mà. Mình chấp nhất nặng nề, mình không chịu niệm Phật thì đời này mình không có cơ hội đó đâu, hiểu không?
Xin thưa với quý vị, sẽ thành thật niệm Phật một cửa thâm nhập, bằng không thì khó lo xong việc lớn sinh tử. Nếu không chuyên nhất niệm một câu Phật hiệu này thì khó thể nào giải quyết được vấn đề sanh tử của đời này. Chẳng biết tốt xấu, thờ mạt pháp, nếu bỏ đi pháp môn niệm Phật thì không có bất cứ pháp môn nào có thể giải thoát được sinh tử. Bạn chẳng biết được tốt xấu, chẳng biết mình là phàm phu ngã mạn, trí tuệ mờ tối, chướng sâu phước mỏng, nghiệp dày, không chịu căn cứ vào lời dạy của Đức Phật thành thật tu hành, nương nhờ sức Phật cứu giúp, pháp môn niệm Phật không thể nghĩ bàn, lại theo ý riêng tu hành các pháp môn khác, thì không có cách gì đạt được lợi ích và thọ dụng chân thật, lại không thể giải thoát khổ đau sinh tử trong đời này. Thôi, rõ ràng như ban ngày luôn những lời của tổ dạy, lời chư Phật dạy đó. Quý vị mà nghe những văn tự này mà mình không phát lòng tin nổi, mà bị ai mà làm mình mất lòng tin. Nói quý vị thấy quý vị gặp một ngôi chùa mà người ta giảng kiểu này, làm gì mình mà không chiên mà không tin được hả? Không có bị dao động tâm được, thấy chưa? Một câu Phật hiệu quá lợi ích rồi, thấy không? Những lời của chư tổ dạy đó. Nếu ngoài tịnh độ là bạn không còn cơ hội gì, đời này giải thoát đâu, không còn cơ hội đó đâu. Nên cái người niệm Phật mà nghe văn tự này thì mình thích lắm, mình vui lắm, hiểu không? Mình phấn chấn lên, mình niệm Phật lắm. Những đức giảng chuyên một câu ai như là Phật niệm tới cùng luôn á. Phật, Phật, niệm Phật, viết từ từ rồi nó thâm nhập luôn, là cứ mình là lúc nào cũng ai di đà Phật hết chứ. Bây giờ đâu còn nói dòng do nhiều nữa không? Nói niệm Phật là chính luôn. Quý vị nghe rất rõ ràng không? Sáng nào cũng đọc vài công đoạn vậy đó, để làm cho mình khởi tính tâm mạnh lên niệm Phật. Niệm vô, niệm không vô cũng niệm tới cùng luôn. Chỉ cần cảm giác được câu Phật hiệu này quá tốt thì mình sẽ thích niệm à. Thích niệm thì tiêu hóa được à, đừng nói. Đừng có sợ, yên tâm đi. Tại vì mình thích, rồi mình vui, rồi mình biết đây là chỗ lợi ích. Thì khi mình niệm Phật là nó tiêu hóa được liền. Niệm nó thoải mái lắm, là tiêu hóa đó. Nên quý vị biết chùa của mình, người ta ít gì người ta cũng tin nhân quả lắm. Ta tu trong chùa mà nghe người thân cái này cái kia đồ, người ta lo niệm Phật không à. Bắt đầu nhiều khi người thân ở trong chùa sống chung với nhau, người nào không tu được đi về gì, mình lo mình tu. Người ta tin nhân quả, thấy không? Nếu mà không tin nhân quả là nó kéo một nhóm đi theo luôn, không có giỡn đâu. Mình phải tin nhân quả, người ta lúc tu người ta không chịu bồi dưỡng cho mạnh thì người ta bỏ đạo kệ người ta, còn mình lo mình tu đạo cho tốt mà, không nói chứ nha. Nên huệ mạng phải cố gắng giữ mình mới cứu người ta được, nghe không? Huệ mạng mình phải cố gắng mình giữ. Mình phải siêng niệm Phật, niệm câu Phật hiệu này đi là lợi ích lớn á. Không niệm Phật mình phiên người ta, bữa nay người ta được 7-8 ngày xong tiếp tục người ta cũng trở lại cái tâm đó. Vì không có niệm Phật nên cái tâm này nó không có chuyển được cái nghiệp. Không tu là cái tâm nó không có chuyển được cái nghiệp, mà cái nghiệp nó chuyển cái tâm. Còn lúc mà họ nghe cái người kia nói mà độ pháp họ được chút á, thì lúc đó cái tâm họ chuyển cái nghiệp. Nhưng mà họ không tu thì tiếp tục là cái nghiệp họ chuyển cái tâm. Còn mình là nhờ mỗi ngày tu nên cái tâm mình chuyển cái nghiệp. Còn khi mà mình giải đãi là cái nghiệp mình nó chuyển cái tâm. Phải hiểu nghe không? Nên dùng tâm để niệm Phật thì tâm này sẽ chuyển nghiệp. Còn nếu dùng tâm để nghĩ cái chuyện tầm phào thì nghiệp này sẽ chuyển tâm. Hiểu không? Đó, rất rõ ràng mà. Chúng ta tu mình phải hiểu. Nên cái người mà đang bị bệnh, đang bị bế tắc nha, chỉ cần dùng tâm nhớ Phật thì tâm này chuyển nghiệp. Còn nếu không dùng tâm này để niệm Phật thì nghiệp này chuyển tâm. Quá đặc biệt ha. Sáng nào cũng nghe gì chứ thì chắc chắn người trong chùa này mai mốt chắc đứng nhiều lắm ha. Đứng giảng sanh nhiều lắm ha. Chứ đừng nói đứng chờ cơm. Đứng giảng sanh á, tại vì siêng tu quá nên đứng giảng sanh á. Có nhiều bà cụ trong chùa mình kết quả lắm á. Kết quả lắm, đang tu kết quả lắm á. Nhiều bà lắm. Còn có một số bà thì kết quả hơi kém. Cố gắng lên, cố gắng lên. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp
tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.